Chào mừng các bạn đến với kênh đào tạo tin học trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Các bạn có thể truy cập về địa chỉ là youtube.com/ đào tạo tin online để có thể theo dõi toàn bộ các video hướng dẫn về tin học văn phòng cũng như các thủ thuật về tin học văn phòng rất bổ ích. Trong khi xem một video nào đó của chúng tôi thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới video để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của chúng tôi hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt mật khẩu cho file Excel 2010. Thì ở cái video này mình đang sử dụng file Excel phiên bản 2010. Tuy nhiên với các phiên bản khác như Excel 2007 hoặc 2013 thì các bạn thực hiện các thao tác tương tự. Riêng với Excel 2003 thì các thao tác nó hơi khác một chút. Vì thế ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn làm việc điều này. Như các bạn đã biết thì đôi khi vì một lý do nào đó thì chúng ta cần phải bảo vệ file Excel của chúng ta, không để cho người khác có thể xem được nội dung cũng như không thay đổi được nội dung của chúng ta. Để làm điều này các bạn làm như sau. Các bạn vào file, sau đó các bạn chọn info, thì ở phần nội dung các bạn chọn protect workbook, sau đó các bạn chọn encrypt with password. Ở đây Excel yêu cầu chúng ta là nhập mật khẩu để có thể mở cái file này lên, thì các bạn nhập mật khẩu vào đây. Các bạn chú ý là cái mật khẩu này thì nên đặt mật khẩu để làm sao người khác không thể đoán được và không thể đoán được mật khẩu của chúng ta. Thì ở đây mình chỉ demo cho nên mình nhập mật khẩu 123. Các bạn ấn nhấn OK. Thì sau khi nhấn OK thì Excel lại yêu cầu chúng ta nhập lại cái mật khẩu vừa nãy. Thì các bạn nhập lại mật khẩu, sau đó chọn OK. Và các bạn lưu cái file Excel này ra một ổ đĩa trong máy tính của chúng ta. Giả sử như mình lưu ra desktop. Sau đó các bạn chọn save. Giả sử như mình đóng cái file Excel này lại và mình mở vào laptop và mình mở cái file Excel mà mình vừa lưu vừa rồi là bảng chi tiêu, thì các bạn kích vào đó thì Excel yêu cầu chúng ta phải nhập mật khẩu. Mình nhập cái mật khẩu vừa rồi, sau đó OK. Như vậy là chúng ta đã đặt mật khẩu thành công cho file Excel 2010 cũng như các phiên bản khác như 2013 hoặc là 2013 hoặc là 2007. Nếu trong trường hợp mà các bạn muốn remove cái password này đi, các bạn muốn xóa bỏ cái mật khẩu để mà mở file thì các bạn làm như sau. Các bạn vẫn vào file, sau đó các bạn chọn info, các bạn vẫn làm cái vào cái protect workbook, các bạn vẫn chọn encrypt with password. Thì ở đây các bạn xóa bỏ cái mật khẩu vừa rồi nãy đi, sau đó các bạn chọn OK, các bạn lưu lại. Mình sẽ tắt cái file Excel đi và mình sẽ ra desktop, mình mở lại cái file này. Đó. Cái này các bạn có thể chọn don't update. Thì như vậy là cái Excel của chúng ta bây giờ các bạn mở lên mà không cần phải mật khẩu nữa. Ngoài ra trong một số trường hợp các bạn vẫn cho mở cái file Excel lên, tuy nhiên là các bạn không cho thay đổi hoặc là thêm bớt bất kỳ thông tin nào. Ví dụ như thế này, các bạn không cho thêm sửa chữa cái file Excel này của chúng ta, thì các bạn làm như sau. Các bạn vào cái review, sau đó các bạn chọn cái protect sheet, các bạn nhập cái mật khẩu để các bạn nhập mật khẩu ở đây, ví dụ mình vẫn nhập vào 123, các bạn nhấn OK và các bạn nhập lại mật khẩu ở đây. OK, các bạn sang tab home, các bạn để ý ở tất cả cái tab ở đây, các cái thanh công cụ, cái chức năng định dạng văn bản ở đây đều bị chìm hết và các bạn không thể làm gì được nữa. Ví dụ các bạn muốn sửa một cái gì đấy ở đây, các bạn không thể sửa được. Như mình muốn sửa cái số 400 này chẳng hạn, các bạn click nhỉ, thì Excel sẽ thông báo cho chúng ta là chúng ta không được sửa được nó. Thì vậy làm thế nào chúng ta có thể sửa được? Lúc mình tắt đi này, mình sẽ xếp ra một cái khác đi. Các bạn ấy bây giờ mình muốn sửa 400, mình không thể sửa được nó. Thì bây giờ mình sẽ vào thằng vẫn vào review và các bạn chọn unprotect sheet, thì các bạn nhập cái mật khẩu vừa rồi. OK, thì bây giờ các bạn mới có thể thêm bớt hoặc là sửa chữa vân vân. Và các bạn để ý thì cái phần tab home của chúng ta, các cái công cụ ở đây đều có thể sử dụng được và các bạn có thể chỉnh sửa làm các thao tác tương tự, làm các thao tác để có thể định dạng văn bản. Như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách đặt mật khẩu cho file Excel 2010 và cách bảo vệ cái tài liệu của chúng ta và cái cách để mà chúng ta không cho
cho người khác sửa chữa, thay đổi cái thông tin trên file Excel của chúng ta. Hy vọng là với video này thì sẽ giúp ích cho một số bạn là chưa biết cách đặt mật khẩu. Thì trong khi xem video, các bạn hãy nhấp vào nút đăng ký để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của chúng tôi hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.